Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Phùng Nhật Hà, vợ tranh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình là ai? Sao có đủ quyền lực để chạy án cho Nguyễn Văn Nghị vụ bưu điện cầu voi? Liên quan đến vụ án Hồ Di Hải gây chấn động dư luận trong suốt thời gian vừa qua, một số thông tin cho hay rằng lực lượng chức năng đã bắt đầu điều tra đối với nhân vật Nguyễn Hòa Bình, đường kim tranh án tòa án nhân dân tối cao cùng với một số các nhân vật có liên quan đến hắn ta. Trong đó 17 vị thẩm phán trong hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao đưa ra quyết định xét xử giám đốc thẩm hôm 8 tháng 5 vừa qua. Một số các thông tin cho thấy ngay sau khi quốc hội cùng với bộ chính trị họp thì ông Nguyễn Hòa Bình đang ngày càng trở nên thất thế hơn. Ngoài vụ án Hồ Duy Hải đang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét còn có một số động thái liên quan Cụ thể ngoài việc vụ án Hồ Duy Hải đang bị bà Nguyễn Thị Kim Ngân đương kim Chủ tịch Quốc hội đang xem xét cùng với quyết định bãi miễn Quốc hội cũng đã giao cho cơ quan Quốc hội để đề xuất phương án xử lý thì Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã báo cáo Chủ tịch nước xem xét nội dung vụ án này vào ngày 18 tháng 5 năm 2020. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã gửi báo cáo đến Chủ tịch nước chủ tịch quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội ban tư pháp quốc hội về dự án về vụ án hồ duy hải báo cáo khẳng định kháng nghị giám đốc thẩm do viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành đúng pháp luật đúng thẩm quyền và căn cứ vào pháp luật là cần thiết Trước đó, quyết định giám, thúc, giám đốc thẩm hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao vào ngày 8 tháng 5 đã bác bỏ toàn bộ kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về vụ án Hồ Duy Hải và cho rằng tháng ngày này là vụ án này là xử lý đúng pháp luật và không và trái với thẩm quyền. Báo cáo phân tích là một vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo áp dụng mức hình phạt cao nhất đó là tử hình nhưng chứng cứ buộc tội chủ yếu là lời khai của bị cáo không có chứng cứ và không có chứng đối chất trực tiếp trong khi lời khai của bị cáo không nhất quán và mâu thuẫn với nhau trong lúc nhận tội mâu thuẫn với các tài liệu chứng cứ khác nhau chết chưa được làm rõ và những cái chết ở đưa điện cổ voi chưa được làm rõ và nhiều vi phạm tố tụng nghiêm trọng trong quá trình điều tra báo cáo nêu rõ các vấn đề chưa được làm rõ như việc mâu thuẫn giữa thời gian sử dụng của hồ duy hải và việc thể hiện không có mặt ở bưu điện trước thời điểm xảy ra vụ án nhân chứng của nội dung này cũng rất quan trọng cho nên phải hủy bản án thực hiện điều tra lại thời điểm của hai nạn nhân bị chết xác định hồ duy hải không phải là hung thủ hay có phải là hung thủ hay không và cho nên phải hủy án và trưng cầu giám định về mặt thời điểm xảy ra án mạng chết người thông qua các tài liệu như thức ăn trong dạ dày và những vết hoen tử thi. Ngoài ra, hàng loạt các động thái khác cũng được điều tra và thông tin này đều cho phép tiến hành các thủ tục tố tụng đặc biệt. Và văn phòng chủ tịch nước đã đưa ra các quyết định nêu trên. Do vậy, ông Lê Minh Trí, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã cho biết việc thực hiện các trình tự thủ tục như trên là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật và tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã chính thức bị thất thế. Cũng liên quan đến sự việc nói trên, có rất nhiều các bằng chứng cho thấy dư luận đang bắt đầu đá xoáy vào các yếu tố mang tính cá nhân của ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Cùng với đó là hiện nay ông tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình có lộ một số thông tin đã bắt đầu bị khai thác các yếu tố đời tư về việc tranh án tòa nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình có quan hệ không trong sáng với cô con dâu là Hoàng Minh Thủy cùng với đó là những bằng chứng cho thấy tài sản khổng lồ của tranh án tòa nhân dân Nguyễn Hòa Bình là vô cùng lớn theo như thông tin ghi nhận thì bất cứ ai có quyền mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình và gia đình trong danh sách mưu cầu hạnh phúc đương nhiên phải có tiền và tài sản hạnh phúc của người dân thường có chỉ là một ngôi nhà nhỏ việc làm ổn định trong tài khoản dành dụng được một chút tiền phòng khi hữu sự hoặc có thể đi du lịch giúp cho người thân bạn bè hoặc những điều khác liên quan tới gia đình của mình và tất cả những cán bộ đảng viên cũng đều như vậy đảng cộng sản việt nam có mưu cầu hạnh phúc khác với con người thường ở ngoài xã hội đó là ngày càng vun vén được nhiều tiền bạc của cải và dễ dàng leo lên cao và ngược lại càng lên cao thì càng dễ dàng thu vén với một đống những lợi ích cho bản thân cũng như chồng cho phe nhóm lợi ích đó tất cả là các yếu tố và lý do xã hội hiện nay có quá nhiều dân oan mất nhà mất đất trong đó nỗi oan khiên phải chết thay cho người khác đó của tủ tử tù Hồ Duy Hải. Nói văn tắt như vậy để thấy trong khối tài sản của tránh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình hiện nay có rất nhiều xương máu của những người dân vô tội, đặc biệt là dân oan, trong đó không loại trừ xương máu của những người ông từng gọi là đồng chí. Được biết, cửa vào bộ chính trị của ông Nguyễn Hòa Bình khá rộng và vụ án Hồ Duy Hải là ải thứ nhất mà ông Nguyễn Hòa Bình phải vượt qua. Nhưng cho dù ông Nguyễn Hòa Bình vượt qua được ải thứ nhất thì vẫn còn ải thứ hai phải vượt qua, đó là những vấn đề liên quan đến những dự án bất động sản trị giá hàng nghìn tỷ của con trai của ông, đó là Nguyễn Tuấn Anh, cộng thêm khối tài sản khổng lồ của gia đình ông Bình sở hữu tại thủ đô Hà Nội. Đó là chưa kể vợ của ông ta đó là Phùng Nhật Hà đang bị dư luận liên quan đến những phi vụ làm ăn và chạy án liên quan tới chức vụ của ông nguyễn hòa bình vậy bà phùng nhật hà là ai và có quyền lực như thế nào mà có thể chạy án cho rất nhiều những vụ án liên quan như vậy và đặc biệt đó là nhân vật nguyễn văn nghị liên quan tới vụ án này phải chăng ông nguyễn hòa bình ông thực sự là có một quyền lực rất cao và làm được tất cả mọi thứ vì thế cho nên Phùng Nhật Hà mới có thể qua mặt được tất cả các cơ quan luật pháp và đi đêm với những vụ án như vậy và kéo về với một đống tiền và hiện tại thì Nguyễn Hòa Bình có một khối tài sản khổng lồ và để xác minh những khuất tất về khối tài sản khổng lồ của gia tộc ông Nguyễn Hòa Bình thì không biết ông Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ giao cho cơ quan nào thành kiểm tra Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trung ương thì liên đới trong vụ đường nhuệ. Thì liệu có dám đụng vào đường kim tránh án tòa án nhân dân tối cao hay không? Đó là một điều rất nan giải. Điểm mặt hàng loạt căn nhà mặt tiền biệt thự căn hộ cao cấp của gia đình tránh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình tại Hà Nội. Chưa tính những bất động sản hàng trăm hecta đất chiếm được của dân oan, dân nghèo tại quê nhà Quảng Ngãi chỉ tính những bất động sản tại nội thành Hà Nội, gia đình ông Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng Nguyễn Hòa Bình đang sở hữu, sơ sơ có tới 8 căn nhà biệt thự, mặt tiền và ở những nơi căn hộ cao cấp cụ thể như sau. Thứ nhất, căn nhà mặt tiền 3 tầng tại đường Giải Phóng. Căn nhà mặt tiền 3 tầng lầu tại số 1307 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội ơi ông viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và gia đình đăng ký hộ khẩu thường trú. Năm 2007 sau khi được phong hàm thiếu tướng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Nhân dân, Phó Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, ông đã xây dựng trái phép căn nhà 3 tầng trên địa chỉ trên. Theo chứng thư thẩm định giá số 13.05 .1743 trên CT ngày 24 tháng 5 năm 2014 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tư vấn và thẩm định giá sao mộc. Mảnh đất này không tính giá trị của căn nhà vì xây dựng trái phép. Giá trị nguyên mảnh đất không đã 22,5 tỷ Việt Nam đồng. Chứng thư ghi rõ căn nhà số 1307 đường Giải phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, tổng diện tích. 192,8 m2, diện tích sàn xây dựng là 219 m2. Kết cấu bê tông cốt thép chỉ riêng giá trị đất đã 22,5 tỷ đồng, chưa tính giá trị của căn nhà xây trái phép trên đó. Thứ hai, căn biệt thự Vinhome Riverside số BL0902. Ngày 7 tháng 5 năm 2013, theo bản hợp đồng số BL0902 trên VV trên HDMBBT, ông Nguyễn Hòa Bình và bà Phùng Nhật Hà đã mua căn biệt thự số bl 0902 đường Bằng Lăng 9 trên nền đất rộng 524,30m2 tại khu vực Vinhome Riverside với giá 21,8 tỷ Việt Nam đồng. Sau đó chi thêm hàng chục tỷ đồng vào việc tôn tạo, sửa chữa và chuyển về cư ngụ tại đây. Như vậy có lẽ tiền lương của ông tranh án tòa nhân dân tối cao có lẽ chỉ đủ trang trải chi phí phát sinh hàng tháng cho căn biệt thự. Thứ ba, căn biệt thự Vinhomes Riverside số AD0158. Cùng ngày ký hợp đồng căn biệt thự BL0902 nêu trên, ông Nguyễn Hòa Bình cũng đầu tư cho cậu quý tử Nguyễn Việt Anh, sinh ngày 27 tháng 9 năm 1990. Căn biệt thự số AD01 58 tại đường Hòa Anh Đào 1 trên nền đất rộng 305,89 m2 với giá trị 13 tỷ Việt Nam đồng theo bản hợp đồng số AD0158 VV trên HDMBBT ký ngày 7 tháng 5 năm 2013. Căn biệt thự này cũng tốn thêm hàng chục tỷ đồng nữa của ông Nguyễn Hòa Bình cho việc chi chữa, chi phí sửa chữa hoàn thiện và trang trí nội thất. Thứ tư, căn biệt thự Vinhome Riverside HP0833. Nguyễn Tuấn Anh, con trai tranh án Tòa Nhân dân Tối Cao Nguyễn Hòa Bình có vợ là Hoàng Minh Thủy, con gái họa sĩ Hoàng Đăng Định. Cặp vợ chồng này đứng tên rất nhiều nhà đất có giá trị vài chục tỷ về bản chất đều là tài sản của tránh án Tòa Nhân dân Tối Cao Nguyễn Hòa Bình. Thứ 5, căn biệt thự Vinhome Riverside HS0629 cũng có hiếu không khác gì Vũ Trí Hùng, con rể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tháng 12 năm 2014 vừa qua, Nguyễn Tuấn Anh đã trả ơn kèm bịt miệng gia đình bên vợ vì đã đứng tên giúp hàng loạt doanh nghiệp ma bằng căn biệt thự số HS0629 trên lô đất diện diện tích rộng 266m2 tọa lạc tại đường Hòa Sữa 6, khu Vinhome Riverside với giá 19,9 tỷ Việt Nam đồng. Hiện Nguyễn Tuấn Anh cũng đổ thêm kinh phí 1,6 tỷ nữa để đẩy mạnh giai đoạn hoàn thiện. Vợ chồng họa sĩ Hoàng Đăng Định và Nguyễn Thị Hằng đang chuẩn bị rời khu láng thượng để về hưởng thụ cuộc sống gần nhà suy ra viện trưởng Nguyễn Hòa Bình. Thứ 6, căn E01 dự án khu nhà thấp tầng số 15 ngõ 91 Nguyễn Trí Thanh, Đống Đa, Hà Nội. Căn nhà số E01 thuộc dự án khu nhà ở thấp tầng số 15 ngõ 91 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội, do công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phú Điền là chủ đầu tư được con dâu ông viện trưởng Nguyễn Hòa Bình là Hoàng Minh Thủy đứng tên mua ngày 4 tháng 11 năm 2013. Diện tích đất 94,88 m2, tổng diện tích sàn là 428,9 m2 với giá 10,8 tỷ Việt Nam đồng thứ bảy căn hộ 1411 Vincom Center Hà Nội căn hộ số 1411 khu căn hộ cao cấp Vincom Center 114 Mai Hắc Đế Hà Nội được Nguyễn Tuấn Anh mua vào ngày 17 tháng 5 năm 2009 với giá 6,7 tỷ Việt Nam đồng hiện căn hộ đang được vợ chồng Nguyễn Tuấn Anh cho nước ngoài thuê với giá 52 triệu Việt Nam đồng một tháng thứ 8 Căn hộ C25.3 tầng 25 tòa nhà CT1 Vinmeco Vẫn chưa hết vợ chồng Nguyễn Tuấn Anh và Hoàng Minh Thủy còn sở hữu căn hộ cao cấp số C25.3 tầng 25 tòa nhà CT1 Vinmeco Trung Hòa Cầu Giấy, Hà Nội có diện tích sàn 143,84m2 Như vậy thống kê cho tài sản của gia đình ông Nguyễn Hòa Bình Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng là khủng khiếp không thua kém mấy so với gia đình của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Hai gia đình ông Nguyễn Hòa Bình còn chiếm đoạt đất và nhà cửa của bà con nghèo Quảng Ngãi để làm hai dự án liên quan đến gần 1.500 tỷ Việt Nam đồng. Sự việc này sẽ được trình bày trong các chương trình kế tiếp. Lòng tham của ông Bình là vô hạn, cơ man nào là đất đai như thế, nhưng vẫn bằng mọi thủ đoạn gian trá để vơ vét cho mình hàng loạt biệt thự và căn hộ cao cấp như độc giả vừa thấy. Chỉ mới, cộng sơ giá trị các căn biệt thự và căn hộ cao cấp tại thành phố Hà Nội đã lên đến hàng trăm tỷ Việt Nam đồng, chưa tính tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, chưa tính bao nhiêu là đồ cổ, kim cương, đô la giấu trong nhà và có lẽ ông Nguyễn Hòa Bình cũng có tài khoản ở ngân hàng nước ngoài cũng chưa biết bao nhiêu đô la mà kệ. Chưa tính những khu đất vàng tại Hà Nội nấp dưới danh nghĩa của các doanh nghiệp của con trai Nguyễn Tuấn Anh và có thể anh em bà con dòng họ đang đứng tên dùm ông ta để xóa đi những dấu vết phạm tội ăn cướp của ông. Cả gia đình ông Nguyễn Hòa Bình đều là đảng viên, công chức của nhà nước. Con thì vừa ra trường, người còn đang học nhưng nếu chỉ tính sơ tính về tài sản bất động sản tại Hà Nội đã lên đến hàng trăm tỷ như thế, có lẽ các bạn sẽ tự biết được tay và kể cả con người của viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã nhúng chàm mà nhúng đến mức độ như thế nào. Mà như cách nói của ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã từng tuyên bố thì chống tham nhũng không có vùng cấm, vậy liệu ông Nguyễn Phú Trọng có làm được điều này hay không, hay chính ông cũng bất lực buông xuôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ những diễn biến vô cùng phức tạp của chính trường Việt Nam trong các phóng sự tới để phục vụ cho quý vị và các bạn. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận, góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình của chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.